quý vị đến với chương trình Tự tin vui sống. Những vấn đề sức khỏe dễ gặp, mụn tùm lum nha trời ơi, lo lắng rồi cái suy nghĩ hoài, mất ngủ. Lớn tuổi rồi ai cũng bị bệnh mãn tính hết. Vậy để con mua về cho mẹ con dùng liền. Nhiều thông tin bổ ích đến từ chuyên gia. Cái ốc tự do đó là một trong những nguyên nhân gây lão hóa da. Chúng ta phải sử dụng các sản phẩm chứa collagen để giảm nếp nhăn và tăng độ đàn hồi của da. Những chia sẻ đắt giá từ khách mời. Trời ơi, sao bây giờ mà lại trẻ hơn năm ngoái nữa. Nhiều năng lượng hơn, nhiều cái sức sống hơn. Hãy đón xem chương trình vào lúc 21:45 tối thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9 từ ngày 13 tháng 7 năm 2023.